Hello, xin chào tất cả các em. Chào mừng tất cả các em đã đến với thành phố bất ổn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lên một video về thành phố bất ổn nha mấy em. Nhìn mặt thầy là em thấy bất ổn rồi đó. Ôi, anh nói xà lơ. Sao cô nói vậy? Thì nói chung là hôm nay chúng ta sẽ chơi thành phố bất ổn. Nhưng mà không phải thành phố này mấy đứa ơi. Thầy sẽ dẫn mấy đứa qua một thành phố khác. Chúng ta sẽ qua thành phố bất ổn 2. Nơi đó có rất là nhiều trò chơi và những cái điều thú vị đang chờ đón chúng ta. Thầy, bên đó có một tẹo với một tí không thầy? Có chứ, bên đó không những có con tẹo có con tí mà có thằng báo đốm nữa. Dạ vậy thì chúng ta lên xe đi nha thầy ơi. Ok. Rồi thầy đã có mặt ở thành phố thứ hai rồi đây mấy đứa ơi. Dạ tượng em này thầy để bên góc trái màn hình đó mấy đứa, tại về mà chơi nha. Rồi đến với thành phố bất ổn thứ hai này thì khung cảnh nó rất là khác luôn nha mấy đứa. Đường phố thì rất là yên bình, rất là ít xe cộ nên chúng ta muốn đi đâu thì đi. Ê, chịu rồi chứ, biết sao giờ. Ê, chỉ là xui thôi mấy đứa ơi, không có sao đâu, sao. Trời ơi, chút xíu nữa là bị G63 cho đi luôn rồi. Ủa, cái nút nhìn ở đâu? Đây, rồi, thầy chuyển được cái nút nhìn này nè. Trời ơi, mới vô mà em thấy cái thành phố này nó bất ổn rồi đó thầy. Hello, what's your name? What's your name? Ôi, siêu nhân hành động hả? Ghê, cái thành phố này sao mà có nhiều siêu nhân vậy? Hacker nè, hacker Ammoni nhắc mà. Ủa lộn, Ammoni mết gì nè. Ờ, thầy cũng thấy nó khá bất ổn rồi. Trời đất ơi, xe trong thành phố này nó thấy mình nó không né mấy đứa ơi. Mình phải tự né nó chứ nó không né mình đâu. Để thầy kiếm chiếc xe chở mấy đứa đi du lịch nha, để tham quan thành phố này nha. Rồi, đợi chiếc này được nè. Rồi, mượn xe nha bạn ơi. Tôi mới tới thành phố này nên là không biết chỗ nào bán xe nên mượn đỡ chiếc xe nha. Lên đường đi khám phá đó mọi người ơi. Ê, thầy, bên đường có đánh nhau. Ê, da, tại sao lại đánh nhau như vậy? Ê, hai chị ơi, từ từ. Làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Có gì giải quyết, có gì từ từ giải quyết chứ làm gì vậy? Ơi, đúng rồi, gọi xong rồi. Cái bà kia đánh chết bà này luôn rồi. Ây da, cái thành phố này bất ổn quá đó hả? Thôi không phải chuyện của mình đi đi thầy ơi. Trời ơi, ở đây mình làm ách tắc giao thông rồi kìa. Đó, cái này mới chuyện của mình á. 15 minutes later. Ở trong thành phố này chạy xe vui ghê luôn á mấy đứa ơi. Ôi trời. Không sao, không sao, mấy đứa hãy tin vào tay lái lụa của thầy nhìn nè. Chứ không sao đâu, thầy mới đụng nhẹ chút xíu à, đâu có gì đâu. Nè nè, mấy đứa coi nè. Nè, em để em mượn chiếc xe khác cho thầy đi nha thầy. Ê, đây. Xe này không được nha, em đừng có nhấn nút mở cửa nha. Thầy em lại nhấn rồi. Rồi thôi xong rồi, lỡ rồi, chạy đi, lẹ chạy đi, đừng có để cho cảnh sát bắt được, nhanh lên chạy đi. Bao nhiêu xe em không mượn, em mượn xe cảnh sát chứ vậy, trời ơi cái thằng zombie này thiệt chứ. Dạ em bấm lộn nút qua thầy chứ em đâu có muốn đâu. Ê, trời đất ơi. Nhảy ra, đó, an toàn rồi, ơi. Được xó sao rồi kìa, may mắn chỉ đến một lần thôi đó, đừng có dại dột như vậy nữa nha. Thầy ơi, ở phía trước có hai ông đang chọn nhau nữa kìa thầy ơi, để em can mấy ông lại mới được. Anh ơi. Em không biết gì nha. Cái ông này, tôi cản ông lại rồi mà sao ông quýnh trong đó chết queo rồi. Ê, ông không được như vậy nha. Rồi xong, hai ông đi luôn. Rồi, cảnh sát đã xem. Thầy yên tâm đi, em núp sau xe này cảnh sát không thấy em đâu. Rồi chúng ta đã vi phạm trật tự công cộng rồi. Bây giờ chúng ta có 3 phương án. Một là hối lộ 1.000 xu, hai là bỏ chạy, ba là đi tù. Tiền thì mình không có, đi tù thì không được. Chạy đi thầy. Mày chết mày nha thầy. Mày chửi thầy tao bắn rồi. Chạy. Bị bắn rồi. Chạy. Leo lên. Anh ơi thả cho em bên đâu. Trời chút xíu nữa là cục giò rồi đó mấy đứa ơi. Thôi cho em mượn xe anh ơi. Rồi chiếc xe gì vậy? Em đầu hàng. Trời ơi em đầu hàng rồi. Con nhỏ hồi nãy đâu? Bay vô nữa. Đấm mày nè. Trời ơi, nãy không có cảnh sát là mày bay màu rồi. Hay lắm con gái của ta. Chú cảnh sát ơi, làm ơn tha cho thầy con đi chú cảnh sát. Thầy con bị quánh lên sang chấn tâm lý luôn rồi. Chứ không có làm hại ai chứ. Thầy ngồi đây đợi nhỏ đó đi ngang thầy cốc đầu nó mới được. Để ngồi đây đợi chút coi. 7 hours later. Ơi xe tới. Anh ơi. Trời ơi, anh gì ơi, em tốt bụng anh cho em 400 triệu đi anh ơi. Thật ơi. Anh ơi, trời ơi, nhìn mặt anh là biết là người tốt rồi. Cho em 400 triệu đi anh. Gì vậy?
khổ gì vậy? Đúng là con trai của ta. Ấy kệ, xe đẹp tới rồi mấy đứa ơi. Mượn là phải mượn xe đẹp. Ấy đây 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 đây. Cho mượn xe đi bán giấy số, chiều tôi trả cho nha. Trời ơi, cảm ơn nhiều lắm. Ấy. Cây tới nhờ. Thầy ơi, cái khu này người ta đâu có cho chạy xe đâu thầy ơi. Ơi, trúng ông kia rồi, trúng ông kia rồi. Không biết ông có sao không nữa. Đây, chắc không sao đâu, chắc không sao đâu. Ông đâu rồi, ơi, trời ơi, ông lại quýnh mình luôn kìa. Trời ơi, anh ơi, cho em xin lỗi nha. Hồi nãy em thắng cái xe nó trúng anh chứ em không có cố ý đâu. Mày có biết bố mày là ai không? Dạ, không anh ơi. Bố tao là follow you. Nhưng mà khoan anh ơi, lại đây em nói nghe nè. Bố anh có biết Michael Jackson không? Đó, vậy nè, Michael Jackson là nhảy vậy nè. Rồi, chết Michael Jackson luôn rồi, không được rồi, chạy. Anh bạn à, giảng hòa đi. Mày dậy, mua rồi. Cảnh sát thầy ơi, cảnh sát tới thầy ơi, cảnh sát tới, chạy. Em sẽ cắt đuôi cảnh sát trong vòng một nốt nhạc cho thầy coi. Tới chỗ này chúng ta sẽ đạp thắng. Mời nè. Quá hay luôn, cắt đuôi cảnh sát hay cảnh sát cắt đuôi em không biết nữa, chạy lẹ. Ơi, công nhận là một ngày trong này dài thiệt luôn á. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu biến cố cuộc sống rồi. Để đi kiếm gì chơi tiếp mới được. Mình đúng chất là chơi khô máu luôn á thầy. Mình chỉ còn có chút xíu máu thôi á. Vẫn chơi mà, đâu sợ mưa rơi. Rồi kiếm chiếc xe đi chơi tiếp thôi. Mượn đỡ chiếc này. Xin vĩnh biệt. Đi qua mấy cái ngã ba ngã tư ở đây rồi thầy, cẩn thận nha thầy. Thầy biết rồi. Trời ơi. Hồi nãy không chạy lên là bay màu rồi đó. Cảnh sát gì chạy xe kỳ quá vậy? Thầy ơi, em muốn solo với anh Sáu Muối này được không thầy? Được, solo tay không thì ok đó, không cầm vũ khí là được rồi. Vô. Thầy cha. Ôi ơi, mày thấy cái này là gì không? Súng không ơi. Thầy ơi, ông này có súng này ơi, chạy trời ơi. Ông có súng này ơi, đi kiếm cảnh sát mới được. Từ từ đi, có gì đâu, phải vội. Mình ngồi đây coi thanh niên nó chừng nào qua được bên đường này. Qua đây. Ơi, thầy ơi, nó bị xe ủi rồi thầy ơi, ơi. Trời ơi, nó leo lên nóc xe cảnh sát nó bắn mình luôn kìa. Chú cảnh sát ơi. Hồi nãy tự nhiên cái con quýnh ông kia, cái ông móc súng ra ông bắn con à. Con đâu làm gì ông đâu. Ngồi kế chỗ cảnh sát này là an toàn nhất. Đó, ngon vô đây. Ê, liu. Chú cảnh sát bảo vệ cho mình. Đi với chú cảnh sát là an toàn nhất. Nó bắn mình nữa. Cái thằng này lì thiệt á. Trời, nãy giờ anh nhịn nha. Nãy giờ anh nhịn nhiều rồi nha. Mày bắn lên hoài. Xong cướp mày nè. Vô, bay ơi, lấy chung con. Trời ơi, cảnh sát phát hiện rồi, chạy. Hơi non. Trời ơi, mình nằm ngủ ở đây hồi nãy giờ mà cảnh sát vẫn còn gượt nữa mấy đứa ơi. Hơi, trốn, bên này có cảnh sát thì chúng ta sẽ trốn qua bên này. Cảnh sát không nhìn thấy chúng ta là an toàn. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Nên trốn ở đây là cảnh sát sẽ không phát hiện chúng ta. Tối mà thầy chạy xe nhanh dữ thầy. Trời ơi, trên bờ thầy không chạy, thầy chạy xuống ruộng không à. Ui, mấy người ở đây qua đường xong qua đời luôn nè. Ôi, trời, ghê quá. Cẩn thận nha thầy. Ê, trời ơi. Chạy xe dữ thiệt luôn á. Né. Đang bị cảnh sát dí mà làm cái gì vậy? Ra coi. Ây da, xe mình nó thả khói ra luôn rồi kìa. Thầy em bấm nút này cho thầy coi nha. Trời ơi. Không sao. Lâu làm lần nữa thầy. Chiếc xe hơi nó leo lên chiếc xe này luôn rồi kìa. Anh ơi, có người ở trên. Trời ơi, có người ở trên kìa, anh chạy luôn vậy. Ôi, anh ơi, nguy hiểm đó. Trời đất ơi, cái ông này ông bị gì mấy đứa ơi, để thầy giải cứu ông mới được. Ông bị kẹt vô hàng rào này rồi. Mấy ông cảnh sát này không có biết phá hàng rào đâu thầy ơi, thầy yên tâm đi. Ôi, trời ơi, đâm sập hàng rào luôn rồi thầy ơi, chạy lẹ, nó vô nữa kìa. Ôi. Trời ơi, đâm sập hàng rào luôn rồi, chạy. Thầy chỉ giúp mấy ông cảnh sát bị kẹt vô hàng rào thôi mà làm gì với thầy dữ vậy? Thầy có làm gì có tội đâu. Đó, mấy ông bị kẹt vô hàng rào nữa rồi kìa. Để em mượn chiếc xe này nha thầy. Né ra, trời ơi, xe trái rồi. Ôi. Nam mô A Di Đà, bà giả đa tha giả đa giả đa địa giả tha. Để ăn mừng việc thầy mới ra bệnh viện, thầy sẽ chọc ông này nha mấy đứa. Đó, thầy chọc ông này cho mấy đứa coi nha. Xuống xe, cho mượn xe chút xíu rồi. Thầy sẽ cho ông chạy theo về tới quê thầy luôn. Rồi chạy đi anh, chạy đi, trời xe của anh nè, em đâu có lấy đâu. Anh chạy theo kịp thì anh lấy lại. Em chạy chậm gì mà anh còn chạy theo không kịp nữa hả? Ủa mình nhìn lâu lắm vậy đi nhé. Lẹ anh ơi,
chiều ơi, về về lẹ ăn cơm nè. Trời đất ơi. Ê. Ôi, chút xíu nó bị ông bắt rồi. Liêu. Ê, thầy ơi, từ từ anh ơi. Chuyện gì cũng từ từ để giải quyết được hết trơn á. Rồi anh lên đây rồi nói chuyện nha. Trời ơi, ơi năn nỉ anh luôn á, năn nỉ anh á, tha cho em đi. Anh leo lên được đây rồi, anh tha cho em đi. Xe chạy. Yeah, mình là đỉnh nhất thế giới này, mình là đỉnh nhất vũ trụ này. Hả, à, anh ơi, anh làm gì em, anh làm đi. Trời ơi, trời ơi, nhìn mặt anh là biết không biết leo lên xe này rồi. Ê, rồi. Hên quá, hên quá, ông té rồi. Mình cũng té luôn rồi. Chết rồi. Thôi, không được. Leo lên. Nhiều xe quá, Trời ơi, an toàn. 15 minutes later. Rồi người lùi bước thật mau, mặc bao tà áo, làn dâu, dòng lệ nương nén vào sâu, lung linh hoa cưới trên đầu, lặng nhìn một chút thềm hoa, dù gần mà quá là xa. Để ta ngồi đây coi chừng nào ngươi leo lên được trên này nha. Trời ơi, mất thời gian của cuộc đời quá, cho ông này không vui gì hết trơn á, xuống chồng biết tay luôn.